Rồi xin chào bên em đến kênh Bonsai VN. Thì trưa nay á 12 giờ rồi. Mình đang sửa cái cây nè ha. Mình đang bấm nè anh em thấy không? Bấm lấy nó nè. Cùi trái nè. Đó nè, thấy trái không? Quay để làm dữ liệu. Quay để làm dữ liệu cho mấy anh em tính đi chỗ khác chung. Quay để làm dữ liệu cho quý anh em nè ha. Chút mấy đây bấm bỏ hết quý anh em, bấm bỏ trái hết. Để quý anh em nó sơ không thấy trái, hàng đảo quý anh em. Một cốt. Tính thân đây là 1, 2, 3, 4, 5 thân. 5 thân. Rồi trên 6 cây. Trái nó keo. Cây này keo 1 mét. Tàn ngang nó 90. Thân hồn gốc của nó này. Hồn gốc của nó đây gần 100. Đã tròn. Anh em nhìn cái lá chân của nó nè. Lá nhọn quắc xấu ồm hơn không em ha. Nhưng phải với nhìn cái lá chân nó góc này không viên nha quý anh em, không có ghép hết đó. Cái lá nó là dòng này, đây là dòng hai cho lá rí chín sen quý anh em. Đọt đỏ nó rất là đẹp. Cái này ra trái ra vẻ này, rất là sai. Trái này gọi dòng mà trái lớn quý anh em. Đây là mặt sau. À đây xin lỗi, đây là mặt trước ha. Mặt sau nó cũng có vẻ cái đầu đây. Để quay chiều này cho anh em xem. Đó. Đây mặt sau quý anh em. Anh em coi cái bề đế của nó nè. Cười không? Mặt sau của nó đó, rất là lớn ha. Cái này là một cái tác phẩm đẹp. Hàng sân vườn quý em. Sân vườn. Cái này dinh không ghép không gọt quý em. Dòng ra rí. Cánh sen nó chưa dây. Dây nó kéo nó đột sen rất là đẹp. Bây giờ mình chuẩn bị quay video đi xong rồi mình bấm bỏ hết. Bấm bỏ trái hết quý em. Để nó suy cây. Hư cây. Nó suy. Chơi xong rồi bây giờ phải bấm. Bấm bỏ. Nếu có nhu cầu nhà ý sở hữu cái tác phẩm này alo cho mình ha. Về số điện thoại Zalo 0932411987 với nha. Mình bấm vừa nửa chân, mình tiếc. Mình thấy trái nó đẹp quá, quay lên để làm dữ liệu. Quý anh em mình có nhu cầu nhớ ý sở hữu tác phẩm này alo cho mình. Số điện thoại Zalo 0932411987 với anh em ha. Anh em mình chơi trái xong thì anh em mình phải bấm bỏ nha quý anh em, đừng có để nó từng cái tiếc nó quá. Nhiều trái như thế này là nó hư cây hết quý anh em. Nó hư hết ha. Anh em coi trái nó này, cục hít hòn anh em ha. Rất là sai luôn, nhiều lắm. Bữa chim rồi nó ăn phát ra nha quý anh em. Nó không ăn là còn giữ nó ăn nữa. Mình phải bấm bỏ đi, đừng có tiếc. Tiếc nó là nó hư cây hết. Cây sân vườn lớn của mình cũng phải bấm bỏ hết. Một cái tác phẩm nghệ thuật. Anh em mình có nhu cầu nhớ ý sở hữu alo cho mình ha. Mình vô chậu 80. Bề dày của chậu là 10. Cái cây này là anh em mình vô là ok luôn. Cái bộ đế rất đẹp nha quý nè. Đó. Bộ đế rất là ok luôn. Cây rất là dè. Rồi. Anh em mình có nhu cầu nhớ ý sở hữu alo và Bonsai VN, số điện thoại Zalo 0932411987. Cảm ơn quý anh em rất nhiều nha.